đất nước mình. Ngộ quá phải không anh? 4.000 tuổi mà dân không chiều lớn, 4.000 tuổi mà vẫn còn bu mòm trước những bất công, vẫn không biết kiều đời. Đất nước mình là quá phải không anh? Nhưng chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ, nhưng dự án và tượng đại nghị tí, sinh mạng con người chỉ như cái móng tay. Đất nước mình buồn quá phải không anh? Biển bạc rừng xanh cánh đồng lúa biếc, rừng đã hết và biển thì đang chết, những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa. Đất nước mình thương quá phải không anh? Mỗi đứa trẻ sinh ra phải gánh nợ nần ông cha để lại, di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải. Đừng trước năm châu mà không phải cúi đầu. Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh? Anh không biết, em làm sao biết được. Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau người chưa, ai trả lời rằng đất nước sẽ về đâu? Đất nước mình ngộ quá phải không anh? 4.000 tuổi mà dân không chịu lớn, 4.000 tuổi mà vẫn còn bu mòm trước những bất công, vẫn không biết kiều đời. Đất nước mình là quá phải không anh? Nhưng chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ, nhưng dự án và tượng đại nghị tí, sinh mạng con người chỉ như cái móng tay. Đất nước mình buồn quá phải không anh? Biển bạc rừng xanh cánh đồng lúa biếc, rừng đã hết và biển thì đang chết, những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa. Đất nước mình thương quá phải không anh? Mỗi đứa trẻ sinh ra phải gánh nợ nần ông cha để lại, di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải. Đừng trước năm châu mà không phải cúi đầu. Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh? Anh không biết,
em làm sao biết được. Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau người chưa, ai trả lời dùng, đất nước sẽ về đâu? Ai trả lời dùng?